Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh đang suy yếu và lệch về phía đông đã khiến cho gió tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Bình cho tới Quảng Trị tiếp tục suy yếu nhanh về cường độ. Vùng gió mạnh chủ yếu chỉ còn xuất hiện ở phần phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Và dự báo trong khoảng 2 đến 3 ngày tới thì khối không khí lạnh có thể được tăng cường, tuy nhiên vùng không quá mạnh và lệch chủ yếu về phía đông nên gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật trên cấp 6, chủ yếu chỉ tập trung tại khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông. Trong khi đó thì vùng biển khác ít chịu ảnh hưởng bởi đợt tăng cường lần này nên gió không mạnh và hướng gió thì sẽ mang hướng đông đến đông bắc, cường độ mạnh nhất thì cũng chỉ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Mặc dù gió yếu hơn về cường độ, tuy nhiên bà con khai thác thủy hải sản trên biển thì vẫn cần thận trọng, đặc biệt là vùng biển phía Nam. Nguyên nhân là do một rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục hoạt động và có trục khoảng 4 đến 7 độ vĩ bắc, khiến cho những ổ mây đối lưu liên tục hình thành và phát triển, tiếp tục gây mưa dông mạnh trên khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Định cho tới Cà Mau. Và trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Dự báo trong những ngày tới thì gió trên vùng biển này sẽ thổi không mạnh và cao nhất cũng chỉ khoảng cấp 4, vì thế sóng biển sẽ thấp dưới 2 mét, biển không động. Tuy nhiên tình trạng nhiều mây và sương mù thì vẫn còn diễn ra vào đêm và sáng, khiến cho tầm nhìn giảm thấp xuống dưới 1 km nên tiếp tục gây khó khăn cho các tàu thuyền khi hoạt động vào thời điểm sáng sớm. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, tương tự với vùng biển phía Bắc thì gió trên vùng biển này cũng đang giảm nhanh về cường độ và thời điểm mạnh nhất thì cũng chỉ đạt tới mức cấp 4. Thời tiết biển nhìn chung khá ổn định, tuy nhiên tình trạng sương mù vào đêm và sáng sớm thì vẫn còn tiếp diễn nên phần nào vẫn gây khó khăn trong hoạt động của tàu thuyền vào khoảng thời gian này. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, sự suy yếu và lệch đông của khối khí lạnh cũng làm cho gió đông bắc trên vùng biển này không còn hoạt động mạnh và phổ biến duy trì cường độ cấp 4 đến cấp 5, sau đó thì sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng cấp 4 nên biển cũng không động. Vì thế, trong những ngày tới, đây sẽ là vùng biển khá an toàn và thuận lợi trong hoạt động ra khơi của bà con ngư dân. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió tại đây sẽ duy trì hướng đông bắc hoạt động với cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét và biển không động. Tuy nhiên, thời kỳ 2 đến 3 ngày tới thì thời tiết trên vùng biển này lại không diễn ra thuận lợi khi mà những nhiễu động gió đông xuất hiện, gây mưa rào và dông rải rác. Mưa dông mạnh có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở vùng biển ven bờ nên sẽ gây khó khăn cho việc đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển này. Xuống tới vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió đông bắc cũng đang giảm dần về cường độ và trong những ngày tới gió duy trì cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao dưới 2 mét nên biển không động. Tuy nhiên thời tiết xấu, có mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh tiếp tục có khả năng diễn ra trên vùng biển này sẽ gây mất an toàn cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Chuyển sang vùng biển phía Tây, đến với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Tại đây thì gió đông bắc hoạt động có cường độ yếu, tuy nhiên tình trạng nhiều mây kèm theo mưa rào và dông thì có thể xuất hiện rải rác, nên các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cũng cần chú ý. Tại Phú Quốc, gió đông bắc hoạt động không mạnh, thời tiết trong ngày có mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào. Vùng biển Vịnh Thái Lan, trong đêm nay và ngày mai thời tiết sẽ duy trì ổn định. Gió trên biển có cường độ là cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao dưới 1,5 mét nên biển không động. Đây là vùng biển khá an toàn, bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi. Đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh sẽ có quá trình tăng cường yếu và lệch đông. Vì thế, khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 và giật tới cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét và biển động. Từ ngày 21 cho tới ngày 23 tháng 1 thì không khí lạnh suy yếu, gió sẽ lại giảm về mức trung bình và tình trạng biển sẽ ổn định hơn. Với khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trong thời kỳ tới thì gió Đông Bắc hoạt động không mạnh và 1-2 ngày đầu thì gió Đông Bắc cũng chỉ khoảng cấp 4 cho tới cấp 5, mưa rào và dông xảy ra rải rác, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Và từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 1 thì gió sẽ giảm xuống mức cấp 4, thời tiết biển sẽ khá tốt và ổn định. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Chân, đảo Song Tử Tây. Từ nay cho tới cuối tuần thì do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 4 đến 7 độ vĩ bắc nên mây dông liên tục phát triển và gây mưa rào và dông mạnh, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật có thể xảy ra trong cơn dông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.